dài. Anh ngồi nhìn hoa châu rơi, nghe vùng tâm tư cháy đỏ xoay ngang lưng trời. Những đốm mắt hoa châu bừng lên trong màn tối, như mắt em sáng ngời theo anh đi ngàn lối. Những đêm không ngủ anh ngồi tâm sự cùng hoa châu. Sao màu hoa châu đêm đêm tô son, tô phấn những con đường, ôi những con đường mang nặng đau thương. Cho anh nhận diện quê hương giữa đêm đêm buồn, những dòng sông chảy xuôi đêm trường, ôi những dòng sông nhân nhục đau thương. Dưới ánh châu hồng anh ngồi gọi thầm tên em, hoa châu là hoa đắng ngày cưới. Khi chiến tranh hết rồi tương lai ta tìm tới, có nhau trong đời đêm trường không sợ lạc loài yêu. Diện quê hương giữa đêm đen buồn, bằng những dòng sông chảy xuôi đêm trường, ôi những dòng sông nhân nhục đau thương. Sợ lạc loài yêu thương, có nhau trong đời đêm trường không sợ lạc loài yêu. Mình vừa test xong cái Center Infinity Video 1. Đây là một cái Center của Mỹ, hãng Infinity thì quá là nổi tiếng rồi.
Center này có hai loa mic bass là 16cm và một loa treble. Cái thiết kế của nó nằm nghiêng rất là đẹp, nó hướng cái âm thanh nó nghiêng, nó sẽ phóng lên, nó ngang tầm tai chúng ta hơn. Khi chúng ta nghe nhạc karaoke hoặc là xem phim thì âm thanh nó sẽ vang xa và nó tạo cái hiệu ứng rộng rãi hơn và chi tiết hơn rất là nhiều. Cái chiều ngang của nó là 47cm, chiều cao của nó là khoảng 20. Đây là một cái center nó khá là vừa vặn để chúng ta để trên những cái ampli hoặc là chúng ta bố trí trong những cái kệ tường. Đó, thiết kế màu đen rất là đẹp, còn riêng nguyên bản nha các bạn. Đây, các bạn nào có nhu cầu hãy liên hệ mình sớm theo số điện thoại trên. Và nếu chưa đăng ký kênh của mình, hãy bấm nút đăng ký màu đỏ dưới góc màn hình để liên tục cập nhật những video, những cái thông tin bổ ích mà Nguyễn Hùng Audio liên tục ra mỗi ngày. Và nếu các bạn thấy thích video này, hãy bấm nút like và chia sẻ để mọi người khác cùng biết. Và cuối cùng, thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip khác.